Nhiệm vụ của cha mẹ là gì các anh chị? À, và tất cả chúng ta cũng ai cũng từ dưới này đi lên hết nè, chứ không có ai trên trời rớt xuống hết á. Tất cả chúng ta là từ đi dưới đi lên, ai cũng có giai đoạn này, ai cũng có giai đoạn này, ai cũng có giai đoạn. Nên cũng đừng có buồn phiền hay là lo lắng, nhưng mà tự phải biết mình đang ở đâu để mình đi lên. Chứ mình đừng có thấy ủa sao tôi ở đây tôi dở quá. Không có ai dở hết á, chỉ có đi, chưa chịu đi lên thôi. Bây giờ mình đi lên thì mình lên thôi. Nếu mà mình thấy mình làm quá nhiều việc, nghĩa là mình đang làm ngược lại với cái công thức tạo thiên tài rồi ha. Mình chỉ làm một ít thôi, nhỏ thôi, và hãy tập trung cho cái cuộc sống của mình. Bởi vì khi mình bình an, cả thế giới này sẽ bình an. Nếu mình dành quá nhiều thời gian cho người khác là mình bị mất thời gian dành cho mình. Mà khi bản thân của mình không an ổn, mình sẽ làm cho cả thế giới này rối beng. Hoặc là mình nhìn cả thế giới này đều rối beng hết á. Các anh chị hãy tưởng tượng bây giờ nếu tôi cầm cái ngón tay đưa lên. Các anh chị đưa ngón tay giống tôi đi, đưa ra đây, đụng lên đây, đau. Tôi ví dụ đụng đây, đau, được không? Đau. Đụng đây, đau quá. Đụng đây, đau quá. Đụng đây, đau quá. Đụng đây cũng đau quá. Vậy chỗ nào đau? Hả? Nếu mà chúng ta đụng đâu cũng thấy đau thì ở đâu đau? Đầu ngón tay đau. Hiểu không? Mình nhìn thấy tất cả mọi người đều có vấn đề. Sao cái bà này nó quái gở bây giờ? Sao ông cha nội này làm ăn kiểu gì kỳ? Sao cái con kia nó làm kiểu nó sống kiểu gì kỳ? Coi không rõ hình hồn nó dáng gì hết á. Hả? Sao này nó cư xử như vậy được? Hình như mà mình thấy ai cũng có vấn đề đó. Là mình biết ai có vấn đề biết không? Chỉ vào tôi nói tôi chứ ai. Bao nhiêu người biết là khi mà mình bình an, cả thế giới này sẽ bình an tới tay nói. Mà mình sẽ mất bình an khi nào? Dành thời gian cho người ta quá nhiều. Phải dành thời gian mà yêu thương bản thân mình. Khi mình bình an xong á, nhiều khi á, mình không cần nói gì hết, đã là quá phúc rồi. Bà kia bà đi học Inspire 3 ngày và nói, thầy thông cảm, tôi đóng tiền cho con tôi đi học. Chứ mà thầy biểu tôi đi học, tại vì trong nguyên tắc dạy Outlier là tôi yêu cầu bà phải đi học. Tôi bảo thầy thông cảm cho tôi rời khỏi nhà tôi một ngày thôi là loạn cả lên. Cha con nó không biết làm cái gì hết á. Tôi nói thật hả? Chị nghĩ hay là ai nói? Không, tôi chắc luôn á. Nói, bây giờ tôi đánh đố với chị, đi 3 ngày đi. Nếu có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm cho. Bà sau nhiều lần suy nghĩ chị nhạc chị đi. Đi 3 ngày xong về gọi điện nói thầy, tôi tuổi thân quá à. Hỏi sao? Tôi về mà con tôi nó giống như nó không phải là chào đón tôi quay về, nó muốn tôi đi lâu hơn. Nhiều khi chị đánh giá chị cao quá không? Mà lạ lắm thầy, chồng tôi là bình thường không biết giặt đồ đâu thầy, mà tự nhiên tôi đi 3 ngày ổng giặt đồ thầy. Ổng không biết giặt đồ là chị thông minh quá hiểu không? Chị thông minh quá đó, cái gì chị cũng muốn biết hết á. Các anh chị thân mến, nếu các anh chị nghe những kiến thức này và các anh chị thấy nó có giá trị với các anh chị thì xin các anh chị hãy bấm nút chia sẻ cho nhiều người cũng được học. Và các anh chị cũng đừng quên bấm nút subscribe kênh nha. Các anh chị bấm vào nút hình quả chuông ấy. Đấy, ngay cái hình quả chuông ấy. Và khi các anh chị bấm vào hình quả chuông thì khi tôi có một cái video clip mới thì ngay lập tức các anh chị sẽ nhìn thấy nó. Nhớ bấm vào nút subscribe kênh nha. Và đừng quên chia sẻ cho nhiều người cũng được học. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị.